có ngành gì cũng phải là nằm trong với nhau. Đúng rồi. Đúng không? Nào. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Mình đẩy rồi, hai ngón tay mình không có đè. Nhẹ nhàng giống như trước rồi, thấy không? Nó vô không? Đừng mẹ trúng đó mà theo theo chén. Đúng không? Này có đang uống con cặc gì? Đúng không? Mày thấy đậu má quăng vô đây một cục nó nằm vô chứ. Thì ở đây mình đẩy cục đất là dựa đây. Này có không có bóp, thấy chưa? Thấy đậu má chén nó nằm vô không? Đây. Cái này đúng không? Dứt một cục tức. Bằng này đó thôi. Đây này vậy không? Lại. Bạn ở đây luôn, một dao đủ rồi đó. Đây là một dao đủ rồi đó. Sao cái sự tại sao sáng? Anh nhìn là nó sự. Xin lỗi anh chị. Đúng không? Mình phải chết đầu tiên mình tránh. Không có bóp gì để tự nhiên mấy tay đè vô rồi nó dính thôi ra tự động nó ăn vô nó mới ăn vô nè để là tự động nó đi thấy không còn đây nè giống như tự má cho tô tô nữa cho mày cho mày để đây nè đúng không phút này đúng không để đây cho mày lấy cái dẻo này phải móc lên móc nó vô cho nó chảy nước lại á đó rồi nãy nó ăn thiếu đây nè mình phải ăn lại đi của nó lại nữa tiếp đúng không. Đi xuống là được. Nó dọc nữa chứ. Nó dọc chân ngang nó mới ra nước. Đó, cái móc mà nó móc từ đầu nó lò ra đây. Bây giờ bắt gỡ vô móc nữa. Mày em móc nữa, đúng không? Chậm ha. Không chậm này. Cũng mấy chậm nữa không. Tốc độ lên. Chậm nữa không sao? Được xuống nữa là ok nè. Đúng không? Lại. Nằm ngay khu vực ngay cục tích dừa không? Điều qua là quay ở đây không? Ở đây. Đúng không? Thấy cái mí mỏng không? Mí là nó đã đầy. Mí hai mí dao mà nó đã đầy thì cái kia tao chết lấy đéo ai thí nghiệm. Wow. Thì sao dạy vợ rồi? Thấy tại sao mà mấy lần thầy dạy mà bơm phân tử nó kêu là tôi chỉ dạy một lần thôi, lần sau là nó không bật chốt được. Nó tới đó bật chốt phân tử là nó nổ con chết rồi. Đúng không? Nè. Mía dao là mới tích là ở đây được, nhưng mà ở đây là không được đúng không? Là mình phải móc lên từ đây. Thấy không? Đúng không? Là nó không ăn vô đó. Ở đây. Rồi. Đó, rồi chút lấy cái kia. Bỏ túi.
Đây là để ăn vô, còn hai con này là giữ giữ mí thôi. Thấy không, nó đâu còn ăn nữa đâu. Rồi chúng ta nó dư rồi. Tán nhiều tích lại nằm hết thấy không? Ở khi nào mà nó không ăn nữa là vậy. Mà cầm dao đó giống như là gớt chứ không phải cầm dao chết. Tay mình là để điểm tựa. Cái đây là nhẹ nhàng. Chừng khi nào mà cái vô lúa mơ bóp vào không mà cứ đại thẳng luôn. Ví dụ khoảng này đúng không? Thì mình lấy hai con này mình đè vô là nó đúng không? Ép gì đó thì hai con này mình mới dùng lực là nó nằm ngay chính giữa hết rồi, nó đâu có ra ngoài ngoài mí đâu, nhưng mà không có tức phải là nằm trong cái lưỡi dao chứ không bao giờ để nằm đây. Nhiều khi tụi em chết bản bự chết là đè ra cái đây là chết kia là bị cầu thang đúng không, phải công nhận không, chết tới đây cái chết đây là đây cái giường là do mình đè thì mình tích nó nằm đây là đè nó sẽ dư ra. Nhiều mùa quá. Nhiều mùa. Đậu quá đi hết. Còn ta vô gá là những chỗ nào nó bớt nó sẽ nằm vô đó. Chét dưới đây lên cũng vậy. Mình phải giữ con cách đúng là mình dạt ở kéo 45 độ là đi vậy luôn. Nó mới ăn vô được cũng đúng đó. Đó thấy không? Bị đúng không? Đúng không? Bị nhấp, nhấp liền, không có bớt. À, không bớt vậy, ta anh đấy không bớt. Đúng không? Hai mí đều luôn nè, theo cái hình mo thôi. Hai ngón, nhẹ đâu là mình chỉ cần nhẹ thôi là nó theo hình. Mình phải ngưng lại, mình phải xả cái bước nhắm khác.
nhanh cái tư lại đó mà nhanh đẩy nè. Nhanh anh trà không được thiết nè. Thôi thường ở đây trà là ở đây được thiết. Cái lưng máy theo cái chiều của nó. Theo cái chiều khí của nó. Chả tay em được anh. À, anh cứ ngồi đầu thẳng, hiểu không? À, xuống. Nhiều khi chơi nó còn lâu hơn, nó còn lâu hơn mà chạy trong vòng nè, nhìn nè, đỡ lâu rồi đó, biết kỹ luôn đúng không? Khi mà mình chạy này á, nè, mình nghiêng cái mép xuống đây là nó sẽ chà ăn vô đây, thấy bình thường bóng không? Khi mà chạy kéo tay luôn, đúng không? Nó vô, còn vô mình xây lên dưới đây, xây nó sẽ móc xuống đây không được, mình phải nghiêng cái má nó sẽ ăn xuống đây, còn đây là mình phải nghiêng. Mình phải nghiêng đây nó sẽ quay lên ăn lên đây đúng không? Nghiêng đổ, mình nghiêng đổ máy vô những cái cạnh. Khi mình chả đây mình vét cái máy